Mình xin giới thiệu với cô chú các chị các bạn chỗ điểm bán cây kiểng Thanh Tuấn luôn ha các bạn. Chỗ chú Sáu Chanh luôn đó, là có nhiều gốc phô mai rất là đẹp. Bây giờ mình xin mời các bạn xem về giá nha. Dạ, bữa nay là cũng ngày là 16 âm lịch, là cũng sắp tết nha cô chú và anh chị. Bữa nay em ra được một mớ phô mai với một lô mai đại lộc thành phẩm là để chưng tết cho bà con. 1 triệu có, 2 triệu có, tới 20 triệu có. Nó nhiều lộ giá lắm. Mã số không, cái này có ghi mã số sẵn không? Dạ không có ghi mã số. Tại vì người nào thích cái nào thì mua cái đó, chứ em không có làm mã số được. Từ 1 triệu đến 20 triệu và có những cây gốc rễ rất là đẹp và đế xù luôn nha các bạn. Dạ từ 1 đến 20 triệu ha. Và toàn những rất là nhiều cây dáng đẹp luôn ha. Cây đây cái độ tuổi lớn nhất của cây là nhiêu anh? Dạ, không biết không? 30-40 năm có. Vậy đó hả? Dạ. Mười mấy năm có, nếu cũng cây già khi cây tơ cây già cũng có. Dạ. Có cái nào mày 1 triệu đâu cho em. Đây đây 1 triệu đây. Có cái gì? Cho nhỏ quá đó. Cái nhỏ ha, cái này nhỏ nhất kìa ha. Cái nhỏ nhất là 1 triệu. Là 1 triệu. Đó, 1 triệu này bà con, các bác chị. Đây. Cái này nó về mình về ghép đây, ghép đại lộc về mình xài. Dạ. Chứ cái bông không có đẹp. Góc nhỏ trong đó luôn là nhiêu anh? Cái này khoảng 1,5 triệu anh ơi. Cái đó đế đẹp hơn hả? Dễ quái luôn. Dễ quái 1,5 triệu nha các bạn. Rồi cây khủng nhất trong nhóm này đâu cho hiện cho em xem luôn. Dạ cây khủng nhất là cái này. Rồi. Giá luôn. Giá là 25 triệu. Rồi. Có nguyên cục đế đặt á. Rồi mình 25 triệu bà con. Rồi. Đây là cây xù hết cây luôn. Cây này đế xù nè các bạn. Xù đế luôn. Đế luôn. 19 triệu hả anh Tức? Dạ 19 triệu. Dạ 19 triệu và mình để vô mình cây này 19 nha các bạn. Cho bà con mình xem cái giá 25 với cây 19 nha. Đấy cây 1 triệu rồi đó. Thì giá dao động từ 1 triệu đến 25. Anh 25 hả? Dạ. Từ 1 triệu. Cây này là cây này 25 triệu. Là cây khủng nhất nè các bạn. Cây này cỡ nhiêu năm tuổi anh? Cây đó khoảng 40 năm. 40 năm rồi. Cái này đế xù luôn rồi ha. Đế xù bắt đầu xù luôn rồi. Tàn xòe của cái chán này rất là nhiều cành luôn nè. Cái này cao khoảng 2m2 à. Cái 25 triệu này cao cả 2m2 các bạn. Đế nôm cây đế nôm nha các bạn. Cây đế nôm mà có giá dễ tròn đều gốc luôn. Là khoảng 4 triệu. Cái này 4 triệu ha. Dạ, đế nôm. Chơi được chứ. Cây này nó nằm quá im luôn các bạn. Đó, nằm được mạnh lắm à. Đế nôm này rễ sai lùng. Đế đẹp đấy. Tròn. 4 triệu hả? Dạ. Gốc rất là đẹp nha các bạn. Đây nó có những cái nụ sẵn, cái kia bằng tán ha anh. Chi phải không? Cúc chi có sẵn, cúc chi có sẵn nữa, ghép vô mấy cái đầu này. Dạ. Đây ghép vô đây. Đây cúc chi có sẵn. Dạ. Số điện thoại của anh Tuấn là 0933 624 767. 634 624 767. Nhắc lại nha các bạn, 0933 624 767 là của anh Thanh Tuấn ha. Rồi các bạn đến ngay trang chỗ cấp lớn nha các bạn, đối diện với sở ngoại vụ nè. Còn thêm ở đây cây rễ nôm nữa nha các bạn. Đây nữa nè, đây cây nữa nè, nó cũng dạng đó thôi. Dạ cây quái, cây quái. Cây quái luôn. Cây này nhiêu anh? Cây này giá 5 triệu. Đây cây này 5 triệu nha các bạn. Cái cây này đều nó đang đâm tượng. Dạ đang tượng. Có chi để ghép luôn. Dạ, chi cúc chi có sẵn. Dạ. Thêm
ở đây nè các bạn, chi của chỗ rễ luôn ha. Ờ nó đang mọc lên nè, đang mọc chi lên nè. Đó mình ghép vô đây. Dạ. Cây rất mạnh nha anh chị, cô chú. Cây ở đây là rất mạnh nha các bạn, rất khỏe nè, tược các bạn nhìn thấy là biết ha. Cây đang đâm tược khỏe hết đó các bạn. Ồ cái này đẹp quá nè các bạn. Cái này nó rễ thêm nhưng mà nó ra cái dáng rất là đẹp nè. Ở đây hoành nha các bạn. Hoành là 32. 32. Hoành 32. Vậy bắt đầu xù. Cao là 63. Cao 63 nha các bạn. Cái đường kính bầu là 67. Đường kính bầu 67 nha các bạn. Gốc này giá nãy nhiêu anh? Dạ 5 triệu anh. 5 triệu. Đây có giá nè, giá với bầu nè phải không? Dạ dạ. Đó như là có mấy con thú này nó ôm dính dạ. Cái thân mẹ luôn nè. Đây dạ. Cây con ôm dính thân mẹ luôn. Đây là một con này nha bạn, dáng thú nè. Mà dáng thú này rễ lại đẹp nữa. Đó, bên đây nữa nè. Rồi cây này nhiêu anh? Cây này là giá là 3 triệu rưỡi, cây quái. 3 triệu rưỡi. Để nôm quái. Cao nhiêu anh? Cái này cao quá, em luôn. Cao là 75. Cao 75 nha các bạn. Cây quái nha. Cây quái. Giá là 3 triệu rưỡi. Rễ đẹp luôn, xù luôn rồi ha. Đang lên xù. Đang lên xù. Rồi ở đây có rất là nhiều cái phôi đẹp, các bạn cứ liên hệ trước ha, rồi đến xem nha các bạn. Giá thấp nhất là 1 triệu, cao nhất là 25 triệu. Gốc quái nhiều các bạn. Đây là cây kiển Thanh Tuấn nha các bạn, của anh Thanh Tuấn ha. 0933 624 767. Đây là một gốc đế quái luôn nha các bạn, rất là đẹp nha. Có đối diện bộ chợ bộ sếp kia có một cái quán chai gì Thông Minh gì đó. Này, phải vô đó.
có gì dạ, mình ăn ở đó sau đó nó vô có một cái khu trồng có vô ăn vô coi mình này thì ăn xong nó cho vô nó ăn nhắn vô rồi các bạn cứ đến đây nha, gặp anh Tuấn ha, liên hệ anh Tuấn ha.